chào mừng anh chị nhà đầu tư đến với chương trình Nhịp đập thị trường của VNRX. Chương trình của chúng tôi được tổ chức tuần kỳ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong khung giờ từ 16 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Tôi xin phép tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Linh, hiện tôi là chuyên viên của phòng tư vấn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VNRX. Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay thì có anh Nguyễn Trung Du, hiện anh là chuyên gia chiến lược giao dịch. Anh Du đã có hơn 14 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán. Thì hy vọng rằng những cái chia sẻ của anh trong cái chương trình này sẽ hữu ích cho anh chị trong quá trình anh chị tham gia trên thị trường. Và để trước khi mà bắt đầu thì Linh xin phép được giới thiệu đến anh chị có khóa học trực tuyến D-Trade, khóa học về phân tích kỹ thuật được VNRX tổ chức thường kỳ. Thì khóa học này sẽ giúp anh chị nhà đầu tư có thể xác định được cái yếu tố về mặt thời điểm thị trường. Đồng thời chúng ta có thể lựa chọn được những cái thời điểm mua, thời điểm bán, hay chúng ta có thể lựa chọn được cổ phiếu. Và đặc biệt là sau cái khóa học này thì anh chị sẽ được nhận ngay một cái chứng chỉ đào tạo Trader Pro và VNRX. Thì anh chị có thể liên hệ với các bạn chuyên viên quản lý tài khoản để có thể tham khảo chi tiết về khóa học này, hoặc tí nữa Linh sẽ gửi lại một cái đường link để anh chị có thể đăng nhập và anh chị xem chi tiết về khóa học ạ. Thì nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ gồm có 3 phần chính. Phần đầu tiên thì sẽ là phần điểm qua về diễn biến thị trường trong phiên ngày hôm nay. Phần tiếp theo là anh Du sẽ chia sẻ về cái quan điểm về thị trường cũng như là các nhóm ngành hay nhóm cổ phiếu mà nổi bật trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Và cuối cùng là phần Q&A, là cái phần mà các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp các câu hỏi về thị trường, về cổ phiếu. Và ngay từ bây giờ anh chị có thể để lại cái câu hỏi của mình trong phần chat thì tí nữa các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp ạ. Và để đảm bảo là không ảnh hưởng đến các anh chị khác trong khi mà tham gia chương trình thì anh chị vui lòng tắt mic trong quá trình chương trình diễn ra. Xin cảm ơn anh chị. Thì Linh xin phép được bắt đầu điểm qua về cái diễn biến của phiên giao dịch của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì phiên giao dịch ngày hôm nay mặc dù là có những cái thời điểm mà thị trường có cái áp lực chốt lời khiến cho chỉ số VN-Index hoặc là chỉ số VN30 có thời điểm mà giảm trở lại lúc 11 giờ. Tuy nhiên thì cái lực cầu tích cực đã hỗ trợ thị trường và duy trì được cái đà tăng trong phiên ngày hôm nay, và chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.444 điểm, tăng hơn 6 điểm trong phiên ngày hôm nay, và đóng cửa tuần là một cái phiên vượt đỉnh ngắn hạn trước đó đã thiết lập từ đầu tháng 7, quanh mức 1.425 điểm, rất là tích cực. Nhìn về các nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong phiên ngày hôm nay thì Vinhome là một cổ phiếu mà có cái ảnh hưởng tích cực nhất đến thị trường trong phiên ngày hôm nay, khi mà Vinhome đóng góp hơn 5 điểm cho chỉ số VN-Index. Thì nếu chúng ta để ý về kết quả giao dịch thì hôm nay Vinhome đã ra cái kết quả kinh doanh quý 3. Trong đó thì cái lợi nhuận, mặc dù cái doanh thu thuần của Vinhome có giảm 22% so với cùng kỳ, tuy nhiên thì cái lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này tăng 82% so với cùng kỳ. Và nếu mà 9 tháng thì lợi nhuận sau thuế đã tăng 58%. Thì nhìn về cái đây là một thông tin khá là tích cực cho Vinhome, và trong phiên ngày hôm nay thì Vinhome cũng đã có một cái mức tăng khá là mạnh trong phiên ngày hôm nay và đóng góp hơn 5 điểm cho VN-Index. Bên cạnh đó thì các cổ phiếu ngân hàng như là BID, ACB, VIX hay Novaland là những cổ phiếu mà cũng đóng góp được cái đà tăng cho chỉ số. Ở chiều ngược lại thì chúng ta thấy có Hòa Phát, Sabeco, AIB, VP là những cổ phiếu mà tác động tiêu cực đến cổ phiếu đến thị trường trong phiên ngày hôm nay. Nhìn về yếu tố thanh khoản thị trường thì phiên ngày hôm nay thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao và tăng so với phiên trình ngày hôm qua. Và chốt phiên thì thanh khoản trên HOSE đạt mức hơn 27.000 tỷ trong phiên ngày hôm nay. Nhìn về độ rộng thị trường trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái độ rộng thị trường ở đầu phiên giao dịch thì luôn duy trì ở mức quanh 40%. Tuy nhiên thì sau đó cái lực bán xuất hiện khiến cho chỉ số giảm điểm trong khung 11 giờ, và mà vừa rồi anh chị đã nhìn thấy thì số lượng mã cổ phiếu giảm tăng dần, và đồng nghĩa với việc là các số lượng cổ phiếu mã tăng chỉ còn lại duy trì được tầm 30%, trong đó có đến hơn 60% mã cổ phiếu giảm điểm. Tuy nhiên thì sau đó thì lực cầu đã hỗ trợ thị trường và duy trì đà tăng trở lại, và số lượng cổ phiếu kết phiên thì số lượng cổ phiếu tăng giá duy trì khoảng tầm 45% trong phiên ngày hôm nay. Nhìn về bản đồ vốn hóa hôm nay thì anh chị cũng sẽ thấy rằng là trong cái nhóm VN30 chúng ta cũng thấy có cái sự phân hóa, khi mà các cổ phiếu như là Vinhome này, VIX, Vietcombank thì tăng, trong khi các cổ phiếu khác như Hòa Phát, GAS, Techcombank hay Maxan thì có giảm điểm trong phiên ngày hôm nay. Về giao dịch của khối ngoại thì hôm nay khối ngoại tiếp tục mua ròng nhẹ trở lại phiên thứ hai liên tiếp, khi mà hôm nay phiên nước ngoài mua ròng khoảng tầm hơn 60 tỷ trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và hôm nay cũng là cái phiên mà cơ cấu quỹ của ETF, trong đó thì như hôm trước anh Du có chia sẻ với anh chị thì hôm nay là cái phiên
cơ cấu vào cái ngày 1 tháng 11 là cái phiên mà có hiệu lực. Thì trong đó các cổ phiếu được mua dòng một nửa mua mạnh, ví dụ như là ACB này, hay là Khang Điền này, hay là MB, PNG thì có một cái tín hiệu nó trong phiên ATC nó khá là tích cực trong phiên ngày hôm nay. Cụ thể như ACB đã tăng 3,6%. Rồi cổ phiếu Khang Điền hôm nay cũng tăng được 3%. PNG tăng được 2,4%. Nhìn về cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong hôm ngày hôm nay thì anh chị cũng sẽ thấy rằng là cái mức độ phân hóa trong phiên ngày hôm nay, khi mà các cổ phiếu nhóm ngân hàng thì có những các cổ phiếu tích cực như là ACB, BID, Công Thương hay là Tiên Phong Bank, thì ngược lại thì các cổ phiếu ngân hàng khác thì có cái đợt đỏ trong hôm nay, ví dụ như là STB này, hay là Techcombank, VPBank là đóng cửa đỏ trong phiên dịch ngày hôm nay. Vinhome thì là một cổ phiếu nó tích cực nhất, khi mà Vinhome hôm nay tăng đến gần 6% trong phiên ngày hôm nay. Nhìn chung nếu mà nhìn về độ rộng của thị trường thì hôm nay chúng ta thấy rằng cái độ rộng thị trường đang có thu hẹp dần trong phiên ngày hôm nay, khi mà nhìn về chỉ số VN30 thì có 16 mã giảm và có 13 mã tăng giá trong phiên dịch hôm nay. Và nhóm bất động sản tiếp tục là cái nhóm duy trì cái tín hiệu khá là tích cực trong phiên ngày hôm nay, khi mà các cổ phiếu lớn ví dụ như Khang Điền, Novaland, Phát Đạt hay là Đích Tổng là những cổ phiếu mà vẫn duy trì được cái đà tăng giá khá là tích cực trong phiên ngày hôm nay. Nhóm chứng khoán thì điều chỉnh giảm nhẹ, trong đó có SSI hay là HCM giảm điểm, VND thì duy trì được cái đà tăng nhẹ trong phiên ngày hôm nay, VCI thì cũng chỉ giảm nhẹ một chút. Thì nhìn vào nhóm chứng khoán thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là VND và VCI vẫn đang hai cổ phiếu mà khỏe nhất trong nhóm chứng khoán ấy. Thì hiện tại ngành thép thì hôm nay có sự điều chỉnh nhẹ khi mà Hòa Phát giảm gần 2% trong phiên ngày hôm nay. Nhìn về diễn biến giao dịch góc nhìn kỹ thuật thì hôm nay thì sau khi mà thị trường vượt chính thức vượt cái vùng và đóng cửa trên cái vùng đỉnh ngắn hạn trước thời điểm đầu tháng 7 thì phiên ngày hôm nay tiếp tục duy trì được cái đà tăng giá. Tuy nhiên thì hai phiên gần đây chúng ta thấy cái mức độ tăng điểm của thị trường đang giảm dần. Phiên tăng đầu tiên là 2,6%, hơn 2,2%, phiên hôm qua là 1,05, hôm nay là chỉ còn 0,44. Và nếu mà nhìn về khung tuần thì chúng ta thấy là thị trường đã chính thức đóng cửa tuần bằng một cái phiên mà đóng cửa rất là tích cực, khi mà đóng cửa gần cao nhất phiên, vượt trên cái vùng đỉnh trước đó, và khối lượng giao dịch cũng gia tăng khá là mạnh trong phiên trong tuần giao dịch này. Do đó thì đến thời điểm hiện tại thị trường đã chính thức xác nhận là vượt qua cái vùng đỉnh trước hạn ngắn hạn đã tạo tháng 7 và bước vào một cái xu hướng tăng giá mới. Chỉ số VN30 thì chưa được tích cực bằng, khi mà VN30 chúng ta vẫn đang giao dịch ở dưới cái vùng đỉnh đã tạo từ đầu tháng 7. Tuy nhiên thì cũng nhìn góc độ tích cực là các cổ phiếu trong nhóm VN30 hiện tại cũng đang thể hiện được cái vai trò dẫn dắt của mình, và cái khối lượng của VN30 cũng đang có dấu hiệu tăng trở lại sau 3 phiên dịch gần đây. Linh vừa điểm qua cái diễn biến của thị trường trong phiên dịch hôm nay. Anh Du, anh có thể chia sẻ một chút với anh chị nhà đầu tư góc nhìn của anh về thị trường cũng như là các nhóm cổ phiếu tiêu biểu trong phiên ngày hôm nay không ạ? Xin chào anh chị nhà đầu tư, rất vui được gặp lại anh chị trong giao dịch cuối tuần. Chúng ta có một cái tuần giao dịch rất là vui đúng không ạ? Mọi thứ tăng rất là trọn vẹn, chỉ số thì tăng đâu đó 4 phiên liên tiếp và chính thức vượt qua cái mốc kháng cự 1425 của VN Index này, mốc mà chúng ta chờ đợi rất là lâu rồi. Và cái triển vọng thị trường thì nó vẫn đi theo cái kỳ vọng như Du đã đưa ra từ cái đây cả tháng thôi, là chúng ta đặt một cái kỳ vọng 1525, 1530 đúng không ạ? Thì cái xu hướng trong vài tuần tới thì nó sẽ thiên hướng về tăng tiếp thôi, nó sẽ tiếp diễn cái mô hình xuống tăng thôi. Nhưng mà chúng ta cũng lưu ý rằng trong quá trình tăng nó sẽ có những nhịp điều chỉnh, đâu đó vài ba phiên là chuyện hoàn toàn bình thường. Và chúng ta hạn chế cái việc mà bị dao động tâm lý trong phiên ấy, là chúng ta hay bị cái tâm lý đoán đỉnh. Trước khi nó vượt đỉnh thì chúng ta có thể mua, nhưng mà đến khi nó vượt đỉnh xong chúng ta hay có cái tâm lý là đoán đỉnh để chúng ta tránh việc dính đỉnh ấy. Thì cái việc đoán đỉnh thì cá nhân Du kinh nghiệm của mình thấy là nó sẽ không tích cực lắm, khi mà mình cứ cố gắng đoán là mình bán sớm quá đến khi quay lại mua khi lại dính đỉnh. Nên tốt nhất là chúng ta đã có một cái niềm tin về xu hướng chúng ta yên tâm nắm giữ là những cổ phiếu mạnh, và những cái dao động trong phiên nó là hoàn toàn bình thường. Ví dụ như hôm nay thì thị trường cũng có đâu đó vài nhịp điều chỉnh xuống ấy, thì mình cũng thấy là hoàn toàn bình thường thôi, vì chỉ số nó tăng đến phiên này là cái thứ tư liên tiếp rồi, nó có điều chỉnh một hai phiên là chuyện bình thường. Thì thường về mặt lý thuyết thì sau khi vượt các cái kháng cự, nhất là những kháng cự mạnh như 1425 trong mấy phiên vừa rồi, thì cái xác suất điều chỉnh retest lại, gọi là điều chỉnh để retest lại cái kháng cự vừa vượt, nó là hoàn toàn bình thường. Nên trong tuần tới nếu thị trường có một hai phiên điều chỉnh thì nó cũng là chuyện hoàn toàn bình thường. Bây giờ chúng ta cứ nhìn là một mốc 1425 nó trở thành hỗ trợ,
thì trong tuần tới nếu có những phiên điều chỉnh mà chỉ số nó có thể nó quay về sát chỗ đấy thì nó hoàn toàn bình thường, mà chúng ta đừng có quá sợ hãi. Và những cái cổ phiếu nào mạnh thì chúng ta nên ưu tiên mua khi thị trường điều chỉnh. Cái kịch bản thị trường thì mình cũng không có thay đổi gì đâu, và mình nghĩ là cái mốc 1525, 1530 nó cũng sẽ sớm đạt được thôi. Tại vì thực ra ở cuối tuần trước thì nhìn nó còn cách xa và nó chưa vượt đỉnh, còn đến bây giờ mọi thứ nó đang đúng hướng rồi, đang tươi đẹp rồi. Thì có điều là chúng ta có gồng lãi được đến hết của đoạn đường hay không thôi. Tại vì trên đường đi nó sẽ có nhiều lần nó rung lắc. Thì chỉ số thì VN30 nó yếu hơn vì nó cũng phản ánh là nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng yếu hơn thôi. Tại vì hiện tại thì hầu hết các cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn đang đang hồi phục rất là yếu. Nên là VN30 thì nòng cốt chính của ngân hàng nó chưa tăng mạnh được. Và cái việc này nó cũng không sao cả, tại vì thực tế thì VN Index nó sẽ quan trọng hơn, vì đa số người sẽ nhìn VN Index thôi, nó là cái chỉ số của đại diện cho toàn bộ thị trường, nên chúng ta cứ nhìn theo VN Index thôi. VN30 tùy từng giai đoạn, có những giai đoạn thì nó khỏe hơn thị trường, khỏe hơn VN Index, và có những giai đoạn nó yếu hơn cũng có quan trọng đâu. Mình nghĩ là điều quan trọng nhất bây giờ là vẫn là cổ phiếu nào thôi, đúng không ạ? Vì trong một thị trường sideways hay thị trường giảm hay thị trường tăng ấy, thì nó cũng luôn là phân hóa, tức là chúng ta vẫn phải cố gắng giữ hoặc là mua mới những cổ phiếu nó đang tăng giá, và hạn chế nắm giữ những cổ phiếu nó đang sideways hoặc nó đang suy giảm, thì tài khoản chúng ta mới tăng theo cái diễn biến thị trường. Còn nếu như chúng ta cầm sai cổ phiếu thì chúng ta vẫn lỗ như thường. Thế nên cái ưu tiên hàng đầu thì vẫn là chọn cổ phiếu thôi, và quyết định nắm giữ hoặc là mua thêm khi nó điều chỉnh. Còn xu hướng thị trường thì không không có gì để đáng ngại nữa, trừ khi trường hợp chỉ số nó có một phiên nào đấy nó nằm ngược lại cái mốc 1425 ấy, tức là nó bị vỡ hẳn ấy. Nó cho thấy quá trình vượt đỉnh này nó không được xác nhận mà nó bị phiêu ngược lại, thì lúc đấy chúng ta mới quan ngại xu hướng thôi. Còn tất cả những phiên điều chỉnh trong thời gian tới mà nó không vi phạm mốc 1425, chúng ta không phải quá lo lắng đâu, và người nên tư duy theo theo cái sự phân hóa thị trường, và nên ưu tiên giữ những cổ phiếu mạnh, và mình tập trung là giữ những cổ phiếu mạnh và mua thêm trong những phiên điều chỉnh. Về phiên dịch ngày hôm nay thì cũng cái du thì kỳ vọng phiên này là phiên điều chỉnh, nhưng mà thị trường rất là khỏe, tại vì thực ra chỉ số thường nó vượt xong nó điều chỉnh, cộng thêm phiên này là phiên tái cơ cấu của một số quỹ lớn, ETF, quỹ Diamond, quỹ VN30 và quỹ Philips là những quỹ quy mô rất là lớn. Nhưng mà hôm nay thì cái lực cầu rất là tốt, cũng cân được hết tất cả những cái lượng cung bán, và những cái dao động biến động do tái cơ cấu các quỹ nó không quá lớn. Nổi bật ngày hôm nay thì có Vinhome, đúng không ạ, là mã cổ phiếu lớn nhất mà cũng tăng rất là tốt. Nhưng mà thực ra nếu mà nhìn mặt xu hướng thì nó vẫn là một cái nhịp hồi phục thôi. Nếu mà chúng ta nhìn theo kênh xu hướng trung hạn từ từ 2020 này, thì cái việc hồi phục lên giá tầm 86, 87 thì nó cũng mang tính hồi phục thôi, nó cũng chưa phải một xu hướng mới, và nó vẫn là một cái trạng thái khó chết định cho dân dân chết định theo xu hướng. À, cái Du nghĩ là trường hợp Vinhome nó sẽ phù hợp với lại những anh chị nào còn kẹt hàng ở đợt trước mà mình chưa xử lý, thì có thể cân nhắc trong cái thời gian tới, khi nó tiến về vùng 87, 88 thì mình cân nhắc cái việc thoát ra thôi. Còn để mua mới cổ phiếu này thì cá nhân tôi nghĩ là không nên, tại vì nó vẫn là cái xu hướng thoái trào trong ngắn hạn, mặc dù nó đang hồi phục đấy, nhưng mà để kỳ vọng vượt đỉnh thì tôi nghĩ là tương đối thấp. Hôm nay tin tốt ra và cổ phiếu tăng rất là tốt, nhưng mà nó không tăng trần được không ạ? Nếu mà là những cổ phiếu mà được coi là sự điểm xuất phát của một cái chân sóng mới thì nó sẽ tăng đấy ra phải mạnh mẽ hơn. Và cá nhân mình thấy là cổ phiếu này vẫn là cổ phiếu rất khó chết định cho dân kỹ thuật, cho dân chết định ngắn hạn ấy. Nó phù hợp với những người đầu tư hơn, vì cơ bản nó rất là tốt và nó vẫn là con gà để trứng vàng của Vingroup, nhưng mà để mua mà chết định thì tương đối khó. Nhóm cổ phiếu chứng khoán thì chúng ta chỉ thấy có trường hợp của BND thôi, là trường hợp cổ phiếu mà đã vượt đỉnh trong phiên giao dịch hôm qua và hôm nay tiếp tục là một phiên tăng điểm. Đây là tín hiệu rất là tốt, nó xác nhận là BND đã vượt đỉnh thực sự. Và với BND thì như trao đổi với các anh chị nhiều lần trong vài tuần gần đây, thì cá nhân Du vẫn đánh giá VND và VCI là hai cổ phiếu mà có cơ hội rõ nhất nếu mà quan tâm đến ngành từ chứng khoán. Thì hiện tại VND đã vượt đỉnh, và với quan điểm của phân tích kỹ thuật thì sau khi vượt đỉnh thì cứ điều chỉnh là chúng ta mua thôi. Cái hỗ trợ VND hiện tại nó sẽ ở vùng 55 đến 55.5 ấy, thì cứ trong lần tới thì cứ quanh mốc 55 đến vùng 56 là có cơ hội là người có thể cân nhắc việc mua được. Thì dù sao thì nó cũng sẽ mất một hai phiên để nó đi test lại cái kháng cự nó mới vượt, và cái triển vọng phía trước nó rất là sáng rồi, vì nó không có cái đỉnh ở phía trước cả. Thì đây đang coi là cổ phiếu mạnh nhất ngành chứng khoán. Còn những trường hợp như của VCI thì nó vẫn chưa vượt dứt khoát, tức là nó vẫn đang bị lùi lại một chút khi nó gặp kháng cự vùng 66 ấy. Thì trường hợp của VCI có lẽ nó cũng sẽ tuần tới nó cũng sẽ
quyết định cái việc vượt hay không thôi. Và nếu mà VND tiếp tục đi lên thì cũng không có cớ gì VCI nó không vượt đâu, vì các phiếu trong ngành nó cũng thường nhìn nhau thôi. Cái triển vọng thị trường bây giờ nó đã khác 1-2 tuần trước rồi, tức là thị trường đã vượt đỉnh. Thứ hai là thanh khoản thị trường cũng tích cực trở lại, thì với ngành chứng khoán thì chỉ cần thị trường vượt đỉnh và thanh khoản tiếp tục tích cực, tiếp tục tăng ấy, thì cái triển vọng thị trường nó ngày càng sáng hơn. Tại vì tự doanh của công ty chứng khoán hay là thị phần giao dịch hay là thị phần cho vay margin ấy, thì nó đều phụ thuộc vào triển vọng thị trường hết. Nên khi chúng ta thấy cái triển vọng thị trường tốt lên và cái thanh khoản tốt lên thì rõ ràng cái triển vọng của các phiếu ngành chứng khoán nó sẽ tốt thôi. Những cổ phiếu đuối hơn trong ngành, ví dụ như HCM, SA thì nó còn tương đối xa đỉnh ấy, thì có thể nó không vượt được đỉnh đâu, nhưng mà cũng có thể nó sẽ hồi phục về vùng đỉnh cũ. Nếu mà VCI VD cứ vượt đỉnh đi lên thì nó cũng sẽ có cơ hội nó hồi phục thôi. Nhưng mà cán dụ chưa thấy nhìn cái xác suất vượt đỉnh của SSI hay HCM. Vì đây là hai cái doanh nghiệp ngành chứng khoán mà cũng có cái sự suy giảm trong cái cuộc cạnh tranh về thị phần. Mặc dù nó vẫn là tăng trưởng nhưng mà tốc độ tăng trưởng yếu hơn so với những doanh nghiệp lớn trong ngành cùng ngành, tự như VND hay là CBS hay VPS. Ngành ngân hàng yếu hơn. Ngân hàng thì cá nhân thấy là vẫn chỉ có mỗi trường hợp OCB là đã vượt đỉnh và đang có cái giai đoạn tích lũy lại thôi, tức là nó gọi là retest sau khi vượt đỉnh thì vẫn có thể mua được. Trung tâm tư vấn đầu tư cũng đã đưa khuyến nghị OCB ở vùng 26-27 đúng không ạ, cho anh chị mua với cái kỳ vọng 32 và cắt lỗ nếu mà nó vỡ ngược lại 25, tức là vỡ ngược lại cái đỉnh của nó mới vượt. Còn lại những trường hợp khác thì đa số nó cũng chưa có gì rõ ràng, là cách tăng rất là dập dìu và rất là yếu, tăng là một phiên thì lại sụt. Hôm nay có trường hợp của BIDV thì cũng bất ngờ tăng rất là tốt thôi. Còn ACB thì do hôm nay là tái cơ cấu của một số quỹ và ACB được mua, nên là nó cũng không phản ánh đúng cái diễn biến của ACB lắm, tại vì hôm nay nó là cái ngày đặc biệt của ACB thôi. Còn BIDV thì hôm nay cũng rất là tích cực, nhưng mà trường hợp của BIDV thì nó là hồi phục thôi. Nếu mà mua cho kỳ vọng hồi phục thì cũng khó có cái kỳ vọng nó rõ ràng. Nếu mà cái giấc mơ lớn nhất là cái hồi phục lên cái vùng kênh giá lớn của nó từ 2018 giờ, thì đâu đó sẽ hồi phục lên vùng tầm 46-47 và 47-48. Mà trên đường đi nó sẽ có nhiều cái kháng cự ở trên đường đi, ví dụ như kháng cự 43 hay là kháng cự vùng 47 thì cũng hợp lý nếu mà chưa định được. Nhưng mà với trường hợp như của BIDV thì nó phải tăng thêm một phiên nữa, nó xác nhận là tiền vào nó đều đặn, sau đấy điều chỉnh mới mua được, nhưng mà nó vẫn là sóng hồi phục thôi. Và cái Dung nghĩ là nhóm ngành ngân hàng đợt này rất khó chiến định, với cái trạng thái đa số hồi phục thì đã là trạng thái hồi phục nó sẽ rất yếu và nó bấp bênh. Thì cái trạng thái nổi bật nhất trên thị trường cái giai đoạn mấy tuần qua thì vẫn là những cổ phiếu ngành bất động sản thôi, đúng không ạ? Chúng ta thấy là những cổ phiếu ngành bất động sản thì có cái mức tăng rất là tốt, cái mức tăng phổ biến là từ 15-30%. Với rất nhiều cổ phiếu ngành bất động sản thì hiện tại dòng tiền vẫn đang tập trung mạnh nhất vào nhóm bất động sản, và rất nhiều cổ phiếu ngành bất động sản vẫn không cố định, tức là nó vẫn tăng rất là miệt mài. Và những cổ phiếu này thì thời điểm mua tốt thì nó cũng qua rồi, nó phù hợp với những ai mà đang có tiếp tục nắm giữ thôi. Rất nhiều cổ phiếu ngành bất động sản đang tăng rất là tốt. Hôm nay cũng có thêm những cổ phiếu ngành xây dựng cũng tăng tốt. Hòa Bình nay có một phiên rất là tích cực. Hòa Bình nay cũng có phiên tăng trần và break qua cái đỉnh của tháng 4 2021, tức là cổ phiếu này đang ở cái mức giá cao nhất tính từ đầu năm đến giờ, và cao nhất trong vòng thời gian từ tháng 4 năm ngoái đến nay, tức là cái xu hướng nó ngày càng tích cực hơn, và cái xu hướng trung hạn nó cũng đã confirm và tích cực, thì cái triển vọng đi lên nó trong các tuần tới nó sẽ rất là sáng. Cá nhân Du nghĩ là cái trường hợp Hòa Bình là một trường hợp mà người cân nhắc được, tại vì nó đã break qua cái đỉnh của năm rồi, thì bây giờ nó đi lên một phiên nữa và nó điều chỉnh thì sẽ là cơ hội mua, vì lúc này cái hỗ trợ nó sẽ nằm đâu đó quanh vùng 18-19 thôi, thì nó vượt hẳn lên nữa phiên nữa rồi điều chỉnh là để mua để chết định được. Còn nhìn chung là những cổ phiếu ngành khác thì nó đa số nó cũng không có gì mới đâu, ví dụ như các cổ phiếu ngành phân đạm thì nó cũng đang thiên hướng là sideways nhiều hơn. Trong tuần qua thì có Đạm Phú Mỹ là đang khỏe thôi, còn như Đạm Cà Mau nó một tuần qua nó cũng bắt đầu bước vào cái nhịp tập dình rồi, có những phiên bị giảm mạnh, có những phiên hồi phục, nhưng mà nó không thực sự đem lại cái kết quả tích cực cho những người nắm giữ. Những cổ phiếu ngành thép thì cũng đang có dấu hiệu thoái lui. Thép ví dụ như Hoa Sen là nếu chúng ta xét trong 2 tuần gần đây là đang đi ngược thị trường. Bình thường cổ phiếu này rất khỏe so với diễn biến thị trường, nó hay chạy trước thị trường. Nhưng mà khi nó diễn biến nó tiêu cực ngược so với thị trường thì rõ ràng cái rủi ro nó đang bị phân phối ngầm thì nó đang tương đối cao. Cái trường hợp của Hoa Sen hay ngay cái trường hợp Nam Kim nó chưa rõ ràng đâu, nhưng mà
cũng có cái dấu hiệu nào đấy chúng ta thấy là hơi đáng nghi ngờ một chút về cái diễn biến của cổ phiếu này trong một tuần qua, thì nhìn chung là đi ngang thôi, sau khi sập xuống thì lại hồi phục lên và lại đi ngang, kết quả nó không đem lại cái kết quả thì tích cực trong một tuần qua. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn theo phiên ấy, thì chúng ta sẽ thấy là trường hợp của Nam Kim nó cũng hơi đáng ngại một chút, là những phiên giảm rất là lớn, tôi thấy ai đấy đang ra hàng quyết liệt, nhưng mà những cái phiên đỡ lại để tăng giá thì rất là yếu. Thì đây có thể là một cái vùng nghi ngờ về việc phân phối. Thì thường có những cổ phiếu thì tạo đỉnh nhọn, nhất là những cổ phiếu đầu cơ nhỏ, và những cổ phiếu mà mid cap hay blue chip đủ lớn thì người ta sẽ cho nó đi ngang tích lũy để người ta phân phối, chuyện hoàn toàn bình thường. Với những phiên tăng của lượng nhỏ và những phiên giảm của lượng lớn thì chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Thì trường hợp này nó sẽ xác nhận là phân phối nếu mà nó vỡ lại cái mức thấp nhất trong một tuần qua là vùng quanh 52, theo một cái nến mà nó vỡ vùng 52 nó mới xác nhận là phân phối. Nhưng mà hiện tại thì nó đang được coi là nghi ngờ về việc phân phối ngay cả Nam Kim đã Cà Mau. Còn những cổ phiếu ngành cảng biển thì nhìn chung là nó cũng chưa dứt khoát, nó vẫn là trạng thái chưa vượt được đỉnh và nó vẫn 50-50. Ngay cả ZMDF mấy hôm nay cũng rất là nỗ lực nhưng mà nó chưa vượt hẳn. Thì chắc là sẽ xin dành cái phần hỏi đáp cho các anh chị nhà đầu tư thôi. Thì vì cái triển vọng thị trường hay của các nhóm ngành hiện tại nó vẫn rất là tích cực. Quan trọng là chọn cổ phiếu nào thôi và mua khi nó điều chỉnh thôi. Vâng ạ, cảm ơn cái chia sẻ của anh Du về thị trường cũng như là các điểm qua về các nhóm cổ phiếu trong phiên giao dịch vừa qua. Thì anh Du cũng đã chia sẻ rất rõ với anh chị là thị trường hiện tại chúng ta đang khá là tích cực, và nếu mà có nhịp điều chỉnh của thị trường trong trong tuần tới về lại quanh cái vùng trước đó nó kháng cự, bây giờ nó hỗ trợ quanh 1.425 điểm đối với chỉ số VN-Index thì sẽ là cơ hội để chúng ta có thể mua vào cổ phiếu. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cân nhắc lựa chọn các cổ phiếu mà thế là đang đang hút được dòng tiền, đang có cái đà tăng giá tốt để chúng ta giao dịch. Tiếp theo đến phần Q&A, thì ở đây có một chị khách hàng có hỏi về chiều mua của mã cổ phiếu Zimdep và GVL. Anh Du thì chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? Ra hai cổ phiếu này thì nó cũng đang ngấp nghé cái kỳ vọng vượt đỉnh thôi, nhưng mà nó chưa vượt hẳn. Thật ra là cái quyết định mua của hai cổ phiếu này thì nó cũng hơi mang tính cảm xúc một chút. Nếu mà chúng ta nhìn theo diễn biến thị trường thì rõ ràng là cái quyết định mua nó có vẻ nó thuận hơn, đúng không ạ? Tại vì thị trường đang đang thuận chiều lên, thì thường những cổ phiếu nào mạnh thì nó sẽ tiếp tục nó đi lên tiếp thôi, nó cũng không không đi ngược đâu. Nhưng mà ví dụ như GVR cũng thế, hai phiên hôm nay là phiên thứ ba liên tiếp mà nó cứ cố vượt xong nó lại lùi lại cuối phiên ấy, nhìn nó hơi 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 nghi ngại một chút. Nó không quyết liệt hẳn nhưng mà nhìn thì nó không có gì xấu đâu, nhưng mà chẳng qua nó chưa vượt một cách quyết liệt thôi. Người thấy là ba phiên liên tiếp là ba cái nến mà bằng tính là lưỡng lự, nó cứ vượt rất là tốt trong phiên nhưng cuối phiên nó lại sụt lại, thì rõ ràng rằng có những lực lực cung ở đấy, người ta đang bán và người ta ngăn chưa cho nó vượt hẳn, thì nên đợi thôi. Cái dù nghĩ là đợi nó phải confirm nó vượt bằng quần nến nó rõ ràng hơn thì sau đấy người mua, giống như VND là nó vượt bay hẳn lên như này thì nhìn nó confirm là vượt này, nó vượt lên xong hôm sau nó còn bay lên một phiên nữa thì sau đấy cứ điều chỉnh là mua, thì nó confirm là xu hướng nó tiếp diễn rồi, xu hướng này là xu hướng tăng rồi. Chúng ta có mua cao thì vẫn bán cao hơn, chúng ta không ngại cái việc mua cao mua đắt một chút đâu, vài một vài phần trăm đâu. Nhưng khi mà cổ phiếu nó chưa confirm cái việc vượt đỉnh nhưng mà chúng ta cố tình mua thì rất có thể là lại chúng ta lại người dính đỉnh, thì nó có thể nó lại quay lại nó tích lũy tiếp, chứ nó không phải là cổ phiếu nó suy giảm đâu, nhưng mà nó chỉ cần nó quay lại nó tích lũy tiếp là chúng ta thấy mệt mỏi. Nhưng mà thị trường các cổ phiếu khác nó cứ tăng ấy. Nhưng chết đinh thì phải đợi thôi, chấp nhận là có thể mua cao hơn chút nữa nhưng mà phải đợi nó vượt hẳn. Trường hợp của ZMDF cũng thế, nó chưa vượt hẳn đỉnh cũ thì cái dù nghĩ là nên đợi. Hôm nay nó tiệm cận gần đỉnh cũ, nó hơi lùi lại thì chắc là tuần sau thì chúng ta theo dõi thôi. Nếu mà nó có một phiên nào đấy nó vượt dứt khoát vào cái vùng 54 thì có thể mua ở cuối phiên. Nếu mà mua breakout thì thường phải mua vào phiên chiều thì nó confirm nó vượt hẳn, vì mua phiên sáng mà nó vượt xong nó lùi lại là chúng ta sẽ bị cái xác suất dính đỉnh. Còn tốt nhất là nếu mà thận trọng thì cứ đợi nó vượt hẳn xong hôm sau nó điều chỉnh lại là chúng ta mua, để nó vượt xong nó tăng thêm phiên nữa thì các phiên sau nó có nhịp điều chỉnh chúng ta mua. Cái trạng thái ZMDF thì cái đánh giá phân tích các bên về quý 4 rất là tích cực, và đâu đó dù có đọc thì cái định giá của các bên đâu đó cũng trên giá 60 cả, tức là hiện tại thì nó chắc về mặt định giá so với báo cáo phân tích một số kỳ mặt cơ bản ấy, thì mình nghĩ là hợp lý, nó sẽ còn đi lên tiếp trong quý 4. Còn thời điểm thì chúng ta nên đợi thêm, tại vì mua sớm mà nó lại không vượt đỉnh, nó dội lại một nhịp, nếu khi chúng ta cắt lỗ xong nó lại vọt lên thì chúng ta lại là người lỡ nhịp. Nên thà thì chấp nhận mua đắt thêm một chút nhưng mà nó vượt hẳn thì chúng ta mua thôi. Nên quan điểm của Du với ZMDF bây giờ thì chị nên quan sát chặt trong tuần tới, nếu mà nó vượt đỉnh thì nên mua ở cuối phiên chiều, nếu nó confirm vượt vượt vào cuối phiên ấy. Với GVR thì vượt đâu đó khoảng 40.5, còn ZMDF thì vượt giá 54 thì lúc đấy
đến tầm 2 giờ 2 giờ 15 phiên chiều mà thấy nó vượt thì chúng ta chấp nhận mua giá cao cũng được, còn nếu không thì đợi nó vượt hạn phiên sau nó điều chỉnh chúng ta mua. Còn mua lúc này thì cái dụ không nên, mà mình nên quan sát chặt trong tuần tới. Vâng ạ, cảm ơn cái câu trả lời khá là rõ ràng của anh Du cho câu hỏi về chiều mua vào cổ phiếu Zipdev và GVR ạ. Ở đây có một anh chị khách hàng có hỏi về chiều nắm giữ của cổ phiếu Nam Long ạ, một cổ phiếu mà hôm nay cũng bị bán khá bất ngờ trong phiên ATC. Nam Long thì nếu mà nhìn phiên nay thì nó cũng hơi sớm một chút, đúng không ạ? Tại vì hôm nay là cái phiên mà giảm 2,8% mà trong phiên tăng tốt. Nếu mà nhìn thêm nến, đây là nến Dark Low Cover, nếu mà học thuần về phân tích kỹ thuật ấy, là cái nến bao phủ nhấn chìm. Tại vì cái nến thì nó cao hơn cái nến xanh ngày hôm trước và cái đóng cửa nó ăn quá nửa cái thân nến xanh hôm trước. Nếu mà thuần về mặt kỹ thuật thì hơi xấu phiên ngày hôm nay. Còn nếu chúng ta nhìn rộng hơn mà chúng ta nhìn ra một cái xu hướng ấy, thì nó chưa có gì xấu cả, đúng không ạ? Tại vì nếu mà tính ra thì trong thời gian một tháng qua nó tăng đâu đó khoảng 50% rồi, đúng không ạ? Mức tăng rất là mạnh mà nó chỉ điều chỉnh một phiên có 2,8% thì nó chả nhằm nhò gì. Nếu mà những người chưa đi theo xu hướng và ngay cả dùng các cặp MA thì hiện tại nó chưa cho hiệu bán, kể cả dùng những cặp MA ngắn nhất hoặc là ta có kẻ kênh xu hướng thì nó cũng chưa cho hiệu bán. Thì cổ phiếu này có thể nó có điều chỉnh thêm một hai phiên nữa là chuyện bình thường, tại vì sau một cái quá trình tăng nóng khoảng là vài ba tuần, bốn tuần liên tiếp thì nó có điều chỉnh một tuần nó làm bình thường. Nhưng mà mình nghĩ là cái xu hướng của nhóm bất động sản thì chung đang đi lên. Bây giờ chúng ta cứ đặt một cái kịch bản là ví dụ như nó thoái lui đi, thì giả sử như mình đặt một cái kịch bản nó thoái lui quá 10% từ vùng đỉnh cao nhất là vùng 60-61 này, thì chúng ta cứ chấp nhận là rút lui, thì đâu đó nó sẽ về vùng dưới 55 này này, chúng ta cứ chọn cái mức giá đấy. Nếu mà trong tuần tới nó đóng dưới 55 thì mình chấp nhận là rút ra, tại vì như thế là cái xu hướng của nó đã có lẽ nó kết thúc. Nhưng mà thường những cổ phiếu mạnh như này thì nếu mà nó đi xuống thì nó cũng hay, rất hay là vòng xuống một nhịp xong nó vòng lên, nó để nó cố vượt đỉnh một lần nữa, nó không vượt được nó mới rơi. Nên là cái việc bán thì không nhất thiết phải bán đuổi, kể cả nó cũng vỡ 55 ấy, thì sau này nó hồi lên thì chúng ta bán cũng được. Đấy là cái kịch bản, dùng nghĩa là kịch bản xấu nhất ấy. Còn kịch bản hiện tại thì nó cũng chưa có gì xấu cả, nó vẫn đang là một xu hướng tăng rất là đẹp, ngắn hay trung hạn hay là dài hạn thì nó cũng rất là đẹp, nó không có đỉnh ở phía trước cả. Cái cú tăng vừa rồi của nó rất là dựng, cái góc nghiêng đâu đó cũng khoảng gần 70 độ, thì nó có điều chỉnh lại, nó tạo thành cái xu hướng nó thoải hơn, đúng là chuyện hoàn toàn bình thường. Anh Du nghĩ là nên mình nên đặt một cái mức để mình chấp nhận việc thoái lui mức 55 thế này, nó vỡ qua thì sau đấy các phiên hồi thì mình bán. Còn nếu nó không vỡ mà nó đi ngang trong tuần tới thì nó vẫn là đi ngang để tăng tiếp thôi. Cái nhân Du nghĩ là cái xác suất cổ phiếu này nó còn tăng tiếp, nó còn cao hơn, nên thiên hướng của mình sẽ là giữ, trừ trường hợp nó vỡ 55 thì mình buộc phải cân nhắc bán ở các phiên hồi thôi. Vâng ạ, cảm ơn câu trả lời của anh Du cho cổ phiếu Nam Long ạ. Thế đây một anh khách hàng có hỏi về chiều mua vào cổ phiếu Hòa Phát, BSR và Techcombank ạ. Anh có thể chia sẻ một chút về ba cổ phiếu này không ạ? Hòa Phát nếu mà mua trước đinh thì anh Du nghĩ là hơi hơi khoai. Sự trong vài tuần qua cái diễn biến Hòa Phát nó cũng không thực sự mạnh mẽ lắm. Đi lên vượt đỉnh rõ ràng nhưng mà lại bị vỡ ngược lại, xong rồi hồi lên hôm nay chạm lại đỉnh cũ thì lại bị bán rồi lại ở vùng 58 ấy. Thực ra nếu chết đinh như này thì rất là khó chết đinh, bắt đầu là sẽ khó nghĩ về việc chết đinh. Cái điểm mua tốt của nó là lúc nó breakout có cái vùng 50-51 thì rất dễ nghĩ này, tại vì lúc này thì không vượt được đỉnh thì nó cũng lên đến đỉnh, tức là cái khoảng gap đâu đó khoảng 10% thì ít ra còn nhìn thấy một cái kỳ vọng ở đấy để mình chết đinh. Còn nếu như mua bây giờ thì giả định như là nó hoàn tất nốt cái mô hình mà nó đã thiết lập mô hình tam giác thì đâu đó lên khoảng vùng 62-63 thì giá hiện tại thì nếu lên đấy thì cái kỳ vọng tối đa chỉ khoảng 8-10% thôi, mà đường đi nó sẽ rất là gập ghềnh, nó khó cho xác định. Còn nếu mua đầu tư thì anh chị nên đọc báo cáo phân tích để mình có quyết định nó sáng suốt hơn đấy. Tại vì nhìn theo góc độ cơ bản thì mình nên đọc báo cáo phân tích. Còn về mặt xác định thì anh Dung nghĩ là trường hợp này hơi khó xác định ở giai đoạn này. Mình không thấy cái sóng nó thực sự rõ rệt như đợt trước rồi. Và đến cái giai đoạn khó của việc xác định. Trường hợp Techcombank thì nó cũng tương tự đấy. Nếu trường hợp Techcombank thì nếu mà xác định bây giờ cũng là trạng thái khó nghĩ đấy. Tại vì nếu như nó không có cái nhịp bị vỡ ngược tuần trước ấy, mà nó đang tiếp tục đi lên thì đấy nhìn cái xác suất nó lên đến đỉnh cũ hoặc nó vượt đỉnh thì nó sẽ rất là sáng. Nhưng mà sau khi lên nó bị dội lại một nhịp với khối lượng nó cũng tương đối, bây giờ nó còn chưa quay lại cái mức giá của tuần trước ấy, thì chứng tỏ nó đang yếu ở thị trường rất là nhiều. Đấy là cái điểm trừ của Techcombank trong một tuần qua. Nếu mà nó không có cú sập ngược lại này mà nó đi theo diễn biến thị trường thì tầm này nó đã lên đến đỉnh rồi, mà khi nó đã lên đến sát đỉnh rồi thì nó có mở ra cái chuyện vòng ở triển vọng nó vượt đỉnh thì lúc đấy chết đinh thì nó sẽ rất là thích nếu mà nó vượt đỉnh. Còn hiện tại như này thì nó có thể nó vẫn zig zag đi lên thôi, vì cái Du vẫn kỳ vọng trường hợp này nó sẽ lên được đến vùng 58. Nhưng mà nếu mà chết đinh ở vùng này mà mua vào với cái
kỳ vọng đấy thì nó cũng được đâu đó bên trên 10%, giả định những cái kỳ vọng ấy đúng. Nhưng mà cái cách đi của nó sẽ rích rắc, mọi người thấy là cách đi của nó trong một tháng qua như này thì cái đoạn đường tiếp theo nó cũng sẽ gấp ghềnh, nó không dễ để chết đinh đâu. Nên tốt nhất là nếu mà chết đinh thì cái dùng nên chọn cổ khác. Còn nếu mà đầu tư thì anh chị phải đọc báo cáo phân tích thôi. Về đầu tư thì giá nào cũng có thể quyết định được, nó không quan trọng về xu hướng đâu, xu hướng xấu cũng được. Nhưng quan trọng là cái biên an toàn nó còn hấp dẫn, người ta sẽ mua thôi, người ta nắm giữ dài hạn. Nhưng mà chết đinh thì phải chọn những cái mô hình nó khỏe, nó đẹp và xu hướng tăng nó rõ ràng để mình còn kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Còn khi mà xu hướng hay mô hình nó khó xử thì tốt nhất là thôi, những cái gì nó khó chết đinh thì tạm tránh đã. Khi nào nó dễ chết đinh thì lại nhìn cái xu hướng nó rõ rệt trở lại thì mình chết đinh. Theo BR Zoom trao đổi nhiều lần là, tức là lần trước mình cũng có đo kỳ vọng của BR trong cái giai đoạn nó breakout thì mình cũng đạt được kỳ vọng khoảng vùng 25-26. Hiện tại nó đang gần ở cái vùng đấy rồi thì cái Zoom nghĩ là nó sẽ hợp những ai có để giữ để đợi suốt lời thôi, hoặc là giữ tiếp thôi. Nếu mà nó vượt qua kể cả nó vượt qua 26 mà nó không bị quay đầu thì tiếp tục giữ thôi, vì nó là cái trạng thái nó cũng rất là tích cực và nó có kỳ vọng kết quả quý 4 tốt ấy, nhờ cái tồn kho giá xăng dầu ấy. Còn mua mới cái Zoom thì không nên, nó qua để mua rồi và bây giờ nó đang ở cái đoạn lưng chừng của sóng, mình cũng không biết là nó có vượt qua được 26 hay không, hay là nó sẽ dừng ở đấy. Đơn giản là không dám khuyên, tốt nhất là có thì giữ và đợi cái phản ứng của nó quanh vùng 25.5 này 26 thì mình quyết định thôi. Còn mua mới cái Zoom thì không nên, tại vì dù sao giá dầu mấy phiên gần đây nó cũng bắt đầu chứng lại và những cổ phiếu ngành dầu khí nó cũng bắt đầu có sự phân hóa, cũng không phải là quá mạnh mẽ như một vài tuần trước. Còn gas là đang trạng thái phăm phăm về đích thôi, thì có thể là có những cái thông tin nào đấy liên quan đến gas thì sau mình cũng biết. Còn những thông tin về cơ bản của gas thì nó đã public hết rồi, về cái việc giá khí tăng, giá dầu tăng ảnh hưởng đến doanh thu nhuận của gas, đúng không ạ, nó làm tăng cái triển vọng của gas. Kết quả kinh doanh quý 3 đâu đó tăng trưởng 19%, mà kết quả kinh doanh quý 4 chắc chắn là tốt rồi vì cái nền của giá xăng dầu với giá khí ở quý 4 rất là cao rồi. Thì có lẽ là trong dầu khí thì có BSR với GAT đang ở trạng thái vượt đỉnh, thì hai cổ phiếu đấy ta cứ nhìn qua nhìn lại, nếu ta giữ BSR chúng ta nên nhìn qua GAT, khi nào mà GAT nó suy yếu thì nó cũng sẽ ảnh hưởng, hoặc như ta cầm GAT thì chúng ta nhìn BSR thôi, thì hai trạng thái đang khá song hành. Còn lại những trạng thái như PVS thì nó cũng không vượt đỉnh. Cái Zoom nghĩ là PR thì nên tiếp tục giữ và quan sát ở vùng 25.5-26 để và cân nhắc nếu mà nó xuất hiện những cái nến bán ngược lại khối lượng lớn, hoặc là nó đi ngang trong nhiều phiên liên tiếp mà không vượt được thì có thể cân nhắc một chút lời. Còn hiện tại nó cũng chưa có gì xấu cả, nên tiếp tục giữ. Vâng, cảm ơn anh Du ạ. Ở đây có một chị khách hàng có hỏi về chiều mua cổ phiếu MSR, thì Linh chia sẻ một chút về cổ phiếu MSR này. MSR, nếu anh chị nhìn thấy rằng cổ phiếu này cũng đã vượt đỉnh, thì hiện tại là cổ phiếu đã vượt đỉnh mọi thời đại ở đâu đó quanh vùng 26, và một vài phiên gần đây thì cổ phiếu đã quay trở lại test. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng cái khối lượng mà ở cái thời điểm mà cổ phiếu duy trì ở trên cái vùng 26 này nó chưa thực sự lớn, và ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng chúng ta có cơ sở để chúng ta chờ đợi thêm ở cái vùng giá quanh 26, xem cái cổ phiếu nó phản ứng ở vùng này như thế nào và nó chờ một cái phiên xác nhận tăng giá trở lại bằng một cây nến tăng và kèm theo đó là khối lượng giao dịch lớn thì chúng ta sẽ có cơ hội để giao dịch ở cổ phiếu MSR này. MSR thì nó là cái trạng thái cổ phiếu nó nặng tính hữu cơ, nếu mà nhìn theo cơ bản thì cũng rất khó phân tích, tại vì cái tiềm năng của mỏ Wolfram của nó rất là lớn, cái mỏ Wolfram của nó, nhưng mà cái kết quả kinh doanh của nó trong nhiều năm qua nó làm ăn rất là lẹt đẹt, nó đâu đó làm ăn toàn hòa với lỗ nhẹ thôi chứ ít, nó cũng chẳng có lãi mấy. Nếu mà nhìn theo cơ bản thì tương đối khó phân tích và nó nặng tính hữu cơ, mà nói bên sàn upcom nó ra là chết đinh cổ phiếu này, cái dù chết đinh nhiều lần rồi và cũng phải chấp nhận những cái rủi ro tương đối lớn, tức là kỳ vọng lớn nhưng mà cái rủi ro của nó mỗi lần nó quay đầu các anh chị thấy nó rất là mạnh. Thành ra là mình, nếu mà chết đinh cổ phiếu này mà các anh chị là người mới chết đinh thị trường thì cái dù khuyên là không nên, tại vì cái mức độ rủi ro nó tương đối cao. Những cái cú giảm mà ví dụ như cú giảm ở trong cái giai đoạn tháng 1 thế, các cái mức giảm rất là mạnh vì nó không có tính cơ bản, mà đâm ra là khi thị trường nó gặp những cái biến cố xấu nó quay đầu rất là nhanh và nó bán rất là quyết liệt, nó không có cái niềm tin để cho những người có niềm tin về cơ bản người ta mua thì người ta ngăn cái đà giảm cổ phiếu lại. Còn hiện tại nếu mà nhìn kỹ thuật nó rất là đẹp, tức là nó vượt cái đỉnh 26 và nó đang tích lũy ở vùng quanh 26.x, thì về mặt chết đinh thì hoàn toàn có thể chết đinh được và nó rất là chuẩn về mặt lý thuyết, là sau khi vượt nó đi test và nó đang đi test khoảng đâu đó có mấy phiên nó đang đi lên ấy, thì chết đinh thì vẫn chết đinh được. Nhưng mà cổ phiếu này thì mình đã chết đinh thì mình phải chấp nhận một cái biên rủi ro nó cao. Dù ví dụ như này, ví dụ như anh chị chấp nhận mua ở vùng giá hiện tại là vùng 26.x đi, tức là mình chấp nhận là chết đinh theo kỹ thuật và mình cũng không cần quan tâm đến cơ bản, thì cổ phiếu này rất rất khó phân tích cơ bản và cái kết quả sẽ không tốt. Mình đặt một cái kỳ vọng là có thể lên 30 chẳng hạn hoặc 32 chẳng hạn,
và mình chấp nhận một cái kịch bản cắt lỗ nếu mà nó vỡ ngược lại vùng giá 25 thôi, tức là vỡ cái vùng giá thấp nhất vào trong tuần trước thôi, mà nó vừa confirm vỡ ngược lại 26, tức là nó confirm cái quá trình vượt đỉnh nó bị fail ấy, thì mình cũng có thể chết định được. Và mình mua với cái kỳ vọng lên 30 hoặc 32 đi, và mình đặt một cái cắt lỗ dưới 25 đi thì vẫn chết định được, và nên mua cái tỷ trọng vừa phải thôi, tại vì cổ phiếu này nó không có cơ bản support, và nó tính động cơ rất là cao, nó nằm ở upcom cái biên độ 15%, thì mọi người phải chấp nhận là mọi người phải bán được bảng, là một, thứ hai là chấp nhận cái rủi ro cao thì chơi được. Và cái Du thấy là về mặt kỹ thuật thì nó đang thiên hướng đi lên, rủi ro nó lớn nhưng mà nó vẫn là một trạng thái nó đang rất là tích cực, vì nó đã vượt những cái đỉnh của nó trong 4-5 năm qua rồi, tính được như cái khuyến nghị mà Du đề xuất với các anh chị. Vâng, bên cạnh đó thì có cổ phiếu LAS và VGC nên chờ mua, thì anh Du có thể chia sẻ thêm một chút về hai cổ phiếu này không ạ? LAS thì nó cũng qua cái điểm mua tốt mất rồi. Bây giờ nó đang ở trong cái đoạn mà nó tiếp diễn xuống tăng đó, thì nguyên tắc thì sẽ không mua, và nó sẽ phù hợp với những anh chị nó có nắm giữ đó. Nó cũng là cái trạng thái cổ phiếu rất là mạnh, không còn đỉnh ở phía trước. Mua mới giờ là hơi khó nghĩ, thì vì những cái cổ phiếu mà nó qua để mua, ví dụ như cái điểm mua gần đây nhất là cái lúc mà nó vượt cái vùng giá 20 này, là nó cho điểm mua và nó sau đấy nó tăng một chút, từ đấy là nó tăng 20% rồi, thì rất khó để mà mua đuổi. Thì chết định mà cứ mua đuổi mãi cũng rất là nguy hiểm. Nếu nó không có một cái nền, nếu mà mua thì nó đã qua mất rồi, thì nó phù hợp anh chị nắm giữ thôi để cho mình gia tăng lợi nhuận thôi. Và mình có đặt trailing stop là nó lên đến mức nào nó sụt những 7%, 8% thì mình chấp nhận rút lui thôi, nếu mà đã đang có, vì cổ phiếu nó không có kháng cự ở phía trước, thì tốt nhất là cứ đừng đoán đỉnh mà cứ để nó tăng thoải mái, khi nào nó sụt 7-8% từ mức cao nhất là chấp nhận là thoát lui, thoát khỏi cái thương vụ đấy. Còn mua mới cổ phiếu này thì không có điểm mua. Cổ phiếu nào Linh ơi? Dạ cổ phiếu VGC ạ. À, VGC, VGRAS. VGC rất là đẹp, nhưng mà nó cũng qua mất điểm mua rồi, nó tăng 2 phiên liên tiếp. Ok, không sao, nếu mà trong tuần tới mà nó có những cái nhịp điều chỉnh mà nó kê lại cái vùng, thực ra nó sẽ không về được cái vùng 38 nữa đâu, cái vùng quanh 38.x là cái vùng kháng cự nó đã vượt qua này, thì bây giờ mình chấp nhận là nó đã lên 41x, thì nó chỉ cần kê lại vùng 40 hoặc là vùng 39 là có thể mua được, và chấp nhận là cứ giảm nó mua, đúng không ạ, vì nó đã vượt đỉnh thành công rồi, nó cứ giảm nó mua thì hoàn toàn có thể được. Thì cổ phiếu này nhìn xu hướng trong một năm qua rất đẹp, và nhìn trong xu hướng từ khi lên sàn thì cũng là một trạng thái mà các cái đáy sau cao hơn đáy trước ấy, là một trạng thái trung hạn rất là đẹp, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, là một cổ phiếu tăng trưởng trung hạn ấy, chứ không phải cổ phiếu mà hồi phục đâu. Rất nhiều cổ phiếu mà cái sóng tăng từ năm ngoái đến nay là sóng đây là cái trạng thái có đỉnh đi lên, và những cổ phiếu này là những cổ phiếu mà rất thích với dân trading, thì vì dân trading thì người ta rất thích những cổ phiếu không có đỉnh, thì cái mơ mộng rất là lớn, khi mua vào thì chúng ta không bị cái giới hạn nào trong đầu cả, và mua xong thì cứ để lãi nó chạy theo giá thị trường thôi, không có giới hạn về cái đỉnh giá trong thị trường, thì mới kiếm những khoản lợi nhuận tốt. Cá nhân nghĩ cổ phiếu này hoàn toàn có thể quyết định được. À, trong tuần tới có những phiên nào điều chỉnh về quanh vùng 40, quanh 40, 39 thì cứ nhắm mắt mà mua thôi, và mình chấp nhận một cái kịch bản rủi ro là nếu mà fail ngược lại 38 thì cắt lỗ, tức là nó đã vượt rồi mà nó vỡ lại là nguyên tắc về chỉ định là mình sẽ cắt lỗ. Còn nó cứ giảm về trong cái vùng 40 chờ đến 38, 39 là cứ thế nhắm mắt mà mua thôi. Và mua xong thì cứ để lại nó chạy theo thị trường. Đến khi nào mà nó chạy chán và nó thoái lui 7-8% thì chấp nhận thoát ra. Đây là cái nguyên tắc chỉ định, nó rất là đơn giản đấy thôi. Và những cổ phiếu này rất phù hợp với những ai chỉ định theo xu hướng tăng. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. À, ở đây thì có anh khách hàng có hỏi về chiều mua của GMDF, thì anh Du đã chia sẻ ở trong phần đầu rồi ạ. Thì GMDF anh theo quan điểm của anh Du thì chúng ta có thể chờ mua khi mà cổ phiếu vượt hẳn qua cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó, đâu quanh đó cũng quanh vùng 54, và chúng ta nên chờ phiên giao dịch buổi chiều để chúng ta mua, để tránh trường hợp chúng ta bị mua kiểu fail khi mà break. Còn về chiều mua của OCB thì ở bên trung tâm tư vấn đầu tư cũng đã có cái khuyến nghị mua vào OCB ở đâu đó quanh vùng 26-27. Và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng OCB đang có hai cái phiên test lại cái vùng 26 bằng hai cây nến với một cái đuôi nến rất là dài. Thì đây đang là cái vùng mà hoàn toàn có thể kỳ vọng đặt cái điểm mua quanh cái vùng 26 nếu mà tuần tới cổ phiếu nó điều chỉnh trở lại quanh vùng giá này. Thì đó là cái vùng mà chúng ta có thể hoàn toàn cân nhắc chúng ta mở vị thế mua cho OCB. Ở đây có một anh khách hàng có hỏi về EGC và TVC ạ. Thì anh Du chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này được không ạ? IC nó cũng giống một số trạng thái, nó cũng không quyết liệt vượt trong việc quyết định, khá giống như GVR ấy, rất là lạ, vượt xong rồi nó lại lùi, cứ vượt xong rồi lùi, nó cũng không quyết liệt. Hôm nay nó cũng cố vượt trong phiên ấy, nhìn trong phiên tưởng là vượt nhưng mà cuối phiên nó lại lùi lại. Cái trạng thái này trên đây thì nó cũng hơi bấp bênh về mặt tâm lý một chút, tức là
người mua thì có kỳ vọng là nó bứt phá và nó chạy mạnh luôn ấy. Vì thường những cổ phiếu nó vượt đỉnh xong rồi nó phải bứt tăng trần, thậm chí là nó vọt cho vài trần nữa thì là những cổ mạnh. Còn những cái dạng cổ phiếu mà trong phiên nó cố vượt lên nó lùi lại thì hơi khó nghĩ. Cá nhân Du thì nghĩ cổ phiếu này vẫn chưa nên mua, vì nó thực sự là nó vẫn chưa confirm việc vượt đỉnh nó một cách thành công. Nó giống như trường hợp của GVR là nó cứ nhấp nhổ một đỉnh mà nó không vượt hẳn, nên đợi thêm thôi. Khi nào nó có một cái nến mà nó bay hẳn lên khối lượng lớn ấy, và sau đấy nó cứ điều chỉnh thì mua thì hợp lý hơn. Thì trạng thái này cá nhân Du nghĩ là chưa nên mua. Đấy, như cổ phiếu này nó vượt đỉnh cái hôm 25 tháng 10 nó là phiên vượt đỉnh, thì hôm sau nó có một phiên điều chỉnh để mua rồi. Rồi sau đấy nó tăng 3 phiên liên tiếp, như này thì nó cũng qua một điểm mua rồi. Cổ phiếu này cũng hơi nhỏ và cái doanh nghiệp thì trước đây nó cũng không quá uy tín, nên là người chết đinh thì phải thận trọng. Và nó chưa vượt được qua cái đỉnh của năm 2020 đâu. Cái cú rơi của 2020 nó rất là kinh khủng, tức là tăng suất miệt mài trong thời gian từ tháng 7 năm ngoái đến nay, tức là tăng đâu đó khoảng hơn một năm nhưng cũng chưa bằng một cái cú giảm trong vòng 2 tháng. Rất kinh khủng. Là tăng thời gian tăng thì cần nhiều, rất là nhiều, nhưng thời gian giảm thì rất là ngắn. Cái này có thể nó tăng một năm nhưng nó chỉ cần giảm 2 tháng, khi lại về lại chưa xuất phát. Thế mà lịch sử lặp lại, nên ra là trading là cũng tương đối rủi ro với những cổ phiếu nhỏ nhỏ như này. Mà nó cũng qua cái điểm mua tốt rồi. Anh Dung nghĩ là trong ngành tài chính có nhiều cái cơ hội, ngành chứng khoán hay bất động sản, ngành ngân hàng nó cũng nhiều cơ hội hơn. Nên chọn những cái điểm sáng của nó tích cực hơn. Còn chế định cổ phiếu này cũng được thôi, nhưng mà đến chế định thì trọng nhỏ, mình hạn chế rủi ro và mình nên có ngưỡng cắt lỗ một khi mình sai. Đã chế định thì có ngưỡng cắt lỗ, bất cứ cổ phiếu nào người mua người phải đặt ra cái cắt lỗ để khi mình biết mình sai mình phải rút lui được. Thì trường hợp này nó cũng qua cái điểm mua, nên cá nhân không phù hợp để mua mới đâu, và mình cũng không quá tin tưởng nhỏ như này để mua đủ. Nó đã bay khoảng 3-4 phiên qua kháng cự, mình không biết kháng cự nó ở đâu, nên ra là tốt nhất là không mua. Kháng cự của nó thì nếu mà nhìn thuần kỹ thuật thì nó cũng vùng 24 là cái vùng đỉnh 20 thì có thể nó sẽ tiến lên đấy, nhưng mà để mua chỗ này để kỳ vọng ở đấy nó cũng hơi mạo hiểm và hơi chênh vênh, và giữ cá nhân mình nghĩ là sẽ không nên mua đủ, nó chưa hợp với ai có đang giữ. Vâng ạ, cảm ơn anh Du. Ở đây có những anh chị khách hàng có hỏi về cổ phiếu Novaland ạ, thì cổ phiếu này cũng đã có hai phiên giao dịch khá tích cực, thì anh có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ? Novaland là trạng thái nó giống như là trạng thái mà thấy cả ngành bất động sản đi lên thì nó cũng cố dòng tiền nó bị cuốn vào ấy. Thì trạng thái cổ phiếu này cái lịch sử tăng giá rất là mạnh, nên là rất nhiều người chờ đợi nó để mua. Nhưng mà quan sát của cá nhân Du thấy là phiên qua thì nó tăng tích cực đấy, nhưng mà phiên này nó không vượt được cái chỗ 110 thì mình cũng thấy hơi thất vọng. Thì mình bản thân mình cũng là người rất thích cổ phiếu này, mà mình cũng đợi hôm nay nó vượt 110 thì các phiên tới mình sẽ lao vào mình mua khi nó điều chỉnh. Nhưng mà tối thiểu nó phải tăng hai phiên liên tiếp để nó vượt qua kháng cự, và sau đấy nó các phiên sau điều chỉnh thì mình sẽ mua. Nhưng mà cái kiểu tăng một phiên và phiên này đã đuối ngay như này thì nó không thực sự cho thấy ý chí của dòng tiền lớn lắm. Mọi người thấy là dòng tiền lớn một khi người ta vào, người ta đã quyết tâm rồi thì 2-3 hay 5 phiên người ta cũng làm được, chứ không phải là cứ tăng một phiên nó lại xịt một phiên này đâu. Nó cho thấy là cái tâm lý ngay cả phiên ngày hôm qua nó tăng nó không quyết liệt đâu. Hôm qua nó tăng có lúc cao nhất 110 nhưng mà cuối phiên lại sụt 107-108. Thì nếu mà hôm qua là dòng tiền lớn thì nó sẽ đóng cao hơn, ít nhất phải lên tầm 109 hoặc là sát 110. Hôm nay nó vọt một phát nữa lên một nến xanh như nến ngày hôm qua, mà nó không có dâu nữa chẳng hạn, nến như này chẳng hạn, thì các hôm sau cứ điều chỉnh nhắm mắt vào mua, vì tối thiểu nó cũng phải lên cái đỉnh cũ, hoặc là chúng ta nhìn cái triển vọng lớn hơn nó sẽ vượt đỉnh cũ lên cái vùng đó khoảng 150 trở lên ấy. Thì nó rất là sáng, nhưng mà phiên nay nó chưa cho thấy là cái sự quyết liệt. Anh Dung nghĩ là trường hợp này tuần tới sẽ phải quan sát thêm, đến khi nào nó có một cái nến xanh nó vượt qua vùng 110 một cách rõ rệt thì những cái điều chỉnh thì mọi người có thể cân nhắc được mua, vì ít nhất thì nó phải lên đến đỉnh cũ, còn nếu mà nhìn xa hơn thì nó hoàn toàn có những cái triển vọng vượt đỉnh cũ. Không, nhưng quan trọng là tích lũy bao lâu đâu, vì trong cái quá trình nó đi ngang này đã có rất nhiều lần mọi người sốt ruột mua rồi, nhưng mà sau đấy nó không thành, người thấy đúng không ạ? 4 tháng 8 có một lần này, chỗ này cũng có một lần người cũng quyết tâm nhưng mà không quyết tâm mạnh lắm này, là ngày 19 tháng 8 gần đây nhất, là ngày 5 tháng 10 cũng có một phiên rất là quyết tâm tăng xong rồi sụt lại. Thì đợt này tiền vào đang mạnh hơn vì cả nhóm bất động sản đang lên. Và trường hợp như hôm nay thì như hôm nay thì nó cũng phải chưa phải là vượt. Mặc dù nó nhìn nó cũng đạt 9% đó, nhưng mà không phải là cứ 99% là đạt, đúng không ạ? Thì như chúng ta cài phần mềm thì thôi, nó có 99.9% mà nó chưa cài xong thì nó vẫn fail như chuyện bình thường. Nên trường hợp của Novaland thì cái nội dung nghĩa là đợi tuần tới nếu mà nó đóng phiên ở đấy trên 110 lên 112, 113 thì các phiên sau cứ điều chỉnh là
là mua với kỳ vọng tối thiểu đỉnh cũ và lúc đấy nó sẽ có xác suất vượt đỉnh cái vùng đỉnh 124, và hiện tại nó chưa đạt điểm mua đâu, mình nghĩ là nên đợi. Vâng ạ, cảm ơn anh Du. Ở đây thì có một anh chị khách hàng có câu hỏi về cổ phiếu CCL, thì Linh chia sẻ một chút về cổ phiếu này. Thì nếu nhìn thuần về góc độ phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy là CCL vừa rồi đã có một cái nhịp tăng giá khá là mạnh. Khi mà cổ phiếu đã vượt qua được cái vùng quanh 15 và đến thời điểm hiện tại 3 phiên gần đây chúng ta thấy rằng là xuất hiện hai cây nến mà cái bước trên của nến nó khá là dài, nó khá dài hơn rất nhiều so với cái thân nến. Và ngày hôm nay thì cổ phiếu cũng tiếp tục đóng cửa mức giảm điểm nhẹ. Khối lượng giao dịch của hai phiên bán gần đây thì cũng khá cũng cao trên trung bình 20 phiên. Sau đó thì ở nhìn về góc độ cổ phiếu này thì chúng ta thấy rằng cổ phiếu này đang có lợi thế cho những anh chị mà đang còn nắm giữ cổ phiếu này thôi. Còn hiện mua mới cổ phiếu này thì chúng ta chưa có điểm mua vào ngắn hạn cho cổ phiếu này. Thì đó là cái chia sẻ của Linh về cổ phiếu CCL. Có một anh khách hàng để có hỏi về FLC và cổ phiếu POM ạ, POM Y Hòa. Thì anh Du chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không? FLC là trạng thái của anh Du thì nghĩa là nó không phù hợp phân tích thuật lắm. Trạng thái mà nằm trong những trạng thái mà anh Du thì ít khi dùng phân tích kỹ thuật để phân tích những cổ phiếu dạng này. Mọi người cũng tự hiểu rồi, mình cũng không muốn trao đổi ở đây. Tại vì những cái gì mà gọi là tự nhiên ấy, tức là tính thị trường ấy. Dùng phân tích kỹ thuật là để phân tích những gì có tính thị trường thì nó phải đảm bảo là cái hoạt động đấy nó mang tính tự nhiên là một, thứ hai nó có hoạt động cái tâm lý của đám đông, của nhiều dòng tiền lớn, cá nhân tổ chức người ta cùng tham gia ấy, thì nó phản ánh tâm lý thị trường hơn. Còn những cái diễn biến của những cổ phiếu mà nó không phải do thị trường tạo ra thì rất khó để phân tích. Thì cá nhân mình sẽ không phân tích cổ phiếu LC. Mọi người chưa đinh thì những cổ phiếu này người thừa biết rồi, đúng không ạ? Phân tích kỹ thuật thì nó không nhiều ý nghĩa đâu. Trường hợp của POM thì nó là trạng thái nó rất yếu so với những cổ phiếu ngành sắt thép ấy. Thì mình thấy là nó cái giai đoạn năm ngoái đi lên nó rất là tích cực, cái giai đoạn mà nó đi lên giai đoạn đầu rất là mạnh đến tận tháng 5 năm 2021 ấy. Nhưng mà nếu mà tính thời điểm đấy đến giờ rất nhiều cổ phiếu ví dụ như Hoa Sen hay là Nam Kim nó đã vượt đi rất là xa rồi, đúng không ạ? Thậm chí như Hòa Phát này, bây giờ Hòa Phát so lúc đấy nó cũng tăng đâu đó từ 45 bây giờ lên đến 57 thì nó cũng tương đối nhiều, đúng không ạ? 20 hơn 20% rồi. Mà form thì nó cứ lầm lũi đi ngang, chỉ nó còn thấp hơn cái đỉnh. Những ai mua từ tháng 5 giờ nếu mà chọn nhầm form thì vẫn lỗ. Còn những ai mà cầm Nam Kim, Hoa Sen rồi BGS, Hòa Phát thì lãi rất là nhiều. Thì tôi thấy cái trạng thái của phiếu này rõ ràng yếu hơn hẳn so với những cái trong ngành. Và hiện tại nó cũng chưa vượt đỉnh để mua mới đâu. Thì trạng thái này hoàn toàn nó có thể là trạng thái sideways của nó, tức là trạng thái nó hồi xong nó thoái lui tiếp đó. Vì nó chưa vượt cái đỉnh thì nó vẫn là trạng thái xấu đó. Nên cái dung nghĩa là mua mới thì không nên với những cái cổ phiếu này, trừ khi sau này nó vượt hẳn cái đỉnh ở đợt tháng 5 này, 2021 này thì có thể cân nhắc cái việc mua mới. Còn trạng thái mà nó cứ sideways, nếu mà tính như tháng 7 thì nó là hồi phục thôi, chứ không phải trạng thái sóng tăng mới. Và hiện tại nó đang yếu dần rồi, mặc dù là thị trường lên nhưng mà thấy là trong các phiên gần đây nó cứ đuối dần này. Nó mang tính là ăn theo của nhóm ngành thép là chính, nên nó không chủ động lắm. Thì cá dùng những trường hợp này thì không nên mua mới vì nó đang yếu. Còn nếu có thì cũng có thể cân nhắc việc bán được, tại vì thị trường trong tuần qua đi lên rất tốt nhưng cổ phiếu này lại đi ngược. Thế nên thường những cổ phiếu yếu thì nó hay như thế, là thị trường đi lên thì nó đi xuống, còn nếu thị trường đi xuống thì nó đi xuống mạnh hơn. Thì đấy là những trạng thái mà chúng ta hạn chế việc nắm giữ trong cái giai đoạn thị trường đang tích cực như này, nó sẽ khiến chúng ta không kiếm được tiền là một, thứ hai là mất cơ hội những cổ phiếu khác. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Ở đây thì có một anh khách hàng có hỏi mà chắc là cũng khá nhiều anh chị nhà đầu tư quan tâm, là anh có hỏi anh Du về nhận định một vài cơ hội cho nhà đầu tư trong thời gian tới ấy. Thì không biết anh Du có thể chia sẻ một chút với anh khách hàng không ạ? Cơ hội thì cá nhân Du thấy là nhóm bất động sản đang là cái cơ hội tốt nhất, là rất nhiều cái cổ phiếu bất động sản đang mạnh mẽ nhất, nhưng mà cái cơ hội mua nó qua mất rồi. Và cách đây vài tuần thì khi trao đổi với những cổ phiếu này, Du cũng có nói rất rõ quan điểm về cái việc mua những cổ phiếu như Đích Tổng hay Nhà Từ Liêm hay Nam Long. Đấy là những cổ phiếu mà có quỹ đất rất là tốt và nó đang được thị trường định giá lại. Đích Tổng nó vượt đỉnh xong nó có thời gian đi ngang khoảng 4 phiên cho một người mua thoải mái, nhưng mà người không quyết liệt mua thì một người đã bỏ lỡ cái cơ hội. Và giờ khi nó đi lên thì rất khó để mua, vì nó không có vùng tích lũy nữa, nên sau này muốn mua là phải đợi nó tích lũy một thời gian rồi nó vượt đỉnh mới mua được. Còn bây giờ thì mua đuổi thì cả Du không dám khuyên, tại vì mua đuổi mà nhớ nó lại điều chỉnh cho vài tuần thì chúng ta lại là người áp lực, với khi chúng ta lại thiệt hại. Bây giờ hiện tại chọn một cái bất động sản chưa lên rất là khó, điều hết nó đã lên. Ví dụ Nhà Từ Liêm nên nó vượt đỉnh rất là đẹp, đúng không ạ? Vượt xong phiên sau nó tăng một phiên nó để confirm này, xong nó đi ngang cho khoảng 4-5 phiên để mọi người thoải mái mua, chúng ta lại không mua, đúng không ạ? Thì bây giờ nó tăng là chúng ta sẽ bị lỡ nhịp rồi.
hay như Khang Điện Hào cũng có một cái thời gian vượt đỉnh và đi ngang rất là dài cho người thoải mái mua đâu đó khoảng 4 phiên. Và bây giờ nó càng ngày nó càng mạnh, và những cổ phiếu này thì khi nó đã qua đỉnh mua thì rất khó để người tham gia. Cá nhân Dung nghĩ là những trường hợp nó mới breakout như này thì hoàn toàn là những cái cơ hội của người cân nhắc được. Như VND mình nói ngay từ đầu là hôm nay, hôm qua nó là phiên breakout rồi, và hôm nay nó tăng tiếp để confirm cái quá trình breakout nó thành công và nó không bị một phiên bán rội ngược lại khối lượng lớn. Nếu mà là quá trình breakout fail thì kẻ ngày hôm qua breakout hôm nay sẽ một nến đỏ rội ngược lại, một khối lượng nó to hơn hẳn ngày hôm qua, thì nó cho thấy nó kéo vượt đỉnh để mà úp sọt ấy, như dân tình trên các diễn đàn này nó, thì trạng thái này không xảy ra. Và nếu như trạng thái này nó đi ngang giống như đích tổng của nhà Từ Liêm trong vài ba phiên tới mà mọi người không mua thì sau này nó lên thì mọi người cũng rất khó để tìm cơ hội mua mới. Hay trạng thái mà như hôm nay hòa bình như này cũng là một trạng thái mà nó vượt đỉnh vào tháng 4, tháng 5. Nếu mà chúng ta trong một vài phiên tới mà nó có những cái diễn biến nó đi ngang trong vùng 18, 19 mà chúng ta không mua thì sau này nó bứt lên, chúng ta rất khó để tìm điểm mua. Thì nghĩ ra những trạng thái như này nó là những cái mua. Hoặc như nếu mà ngành ngân hàng người thấy như OCB này, đúng không ạ, nó cũng giống như thế, nó đã bứt lên và nó phiên sau nó tăng tiếp một phiên, nó confirm này, sau đấy nó đang đi ngang khoảng một tuần. Thì nếu như chúng ta không có niềm tin mà chúng ta mua những cổ phiếu mà nó đã breakout thành công, nó đang đi test như này, thì sau này nó đi lên đến 28, 29, 30 chúng ta sẽ khó xử và chúng ta mua đuổi, chúng ta sẽ là người dính đỉnh. Nên thà mua khi nó đang setup và nó vượt đỉnh xong, nó đang setup đẹp, nó điều chỉnh, nó tích lũy lại, thì thường là lúc mà dễ nghĩ nhất, và lúc đấy là những lúc mà mình quyết liệt. Nhưng cá nhân Dung nghĩ trường hợp này nó rất là dễ để nghĩ. Trường hợp của Phước Hòa nó qua mất điểm mua rồi. Phước Hòa thì Du trung tâm tư vấn đầu tư khuyến nghị người mua đâu đó quanh cái vùng đây là vùng 57 cái mic này, tại vì mình cũng kỳ vọng là cuối năm nó sẽ lên vùng 70. Thì cả nó qua điểm mua rồi thì mọi người cũng vẫn có thể cân nhắc là nếu mà trong tuần tới nó có những phiên điều chỉnh về vùng 60 chẳng hạn, thì cá nhân Dung nghĩ là vẫn mua được. Tại vì nếu mà tính trong một tuần qua kẻ nó điều chỉnh vùng 60 nó tăng đâu đó khoảng 5-7% thôi, thì kỳ vọng lên lại vùng 70 rất là sáng. Và nếu mọi người đọc báo cáo phân tích của Phước Hòa trong năm 2022, năm 2023 thì triển vọng Phước Hòa rất là tốt. Tại vì sao? Tại vì Phước Hòa có rừng cao su rất là lớn và được chuyển đổi một phần sang làm khu công nghiệp ấy, thì cái lợi nhuận Phước Hòa đến từ việc giá cao su tăng là một, thứ hai là chuyển đất từ rừng cao su sang đất khu công nghiệp. Và với cái triển vọng của việc giá đất đang tăng trong thời gian gần đây, và trong cái kỳ vọng về việc mà ngành bất động sản bùng nổ về giá đất, các dung nghĩ những cổ phiếu mà có lợi thế về quỹ đất như này nó sẽ thế là những cơ hội trong thời gian tới, có thể là không chỉ năm nay mà có thể trong vài năm tới vẫn chết đinh được. Hay ví dụ như những trường hợp như thế thì các dung nghĩ là cái cơ hội chết đinh nó vẫn đang rất là rộng mở. Có những cái cơ hội nó đã qua rồi mà người bỏ lỡ thì tốt nhất là không nên cố. Thì kinh nghiệm của mình thì khi người cố vào những cái cơ hội mà nó đã bay cao bay sai thì rất dễ người sẽ để là nó là một cổ phiếu tăng trưởng dài hạn ấy. Mà người dính một cái đỉnh ngắn hạn nó sụt cho 15-20% thì người cắt lỗ xong thì sau này người sẽ không bao giờ dám chơi cổ phiếu. Nên thà nếu mà lỡ chúng ta sẽ bỏ qua, chúng ta chọn cổ phiếu khác, hoặc chúng ta đợi nó có những nhịp điều chỉnh tích lũy lại chúng ta mua sau, chứ đừng có mua đuổi khi mà nó đã tăng rất là cao. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Du. Đây có một anh chị khách hàng hỏi về chiều mua mới của phía VGC, thì anh Du cũng đã chia sẻ với anh chị rồi. Thì VGC vừa rồi cũng đã vượt được đỉnh cao mọi thời đại, thì chúng ta có thể cân nhắc chờ VGC về lại quanh cái vùng 40 anh Du chia sẻ, thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua vào. Còn anh chị hỏi thêm về trường hợp của SGP. Thì SGP chúng ta nhìn rằng là thấy rằng là hai phiên gần đây thì phiếu tăng khá tốt bởi hiệu ứng kể cả kết quả kinh doanh. Tuy nhiên thì chúng ta thấy cái vùng 42, cái vùng đỉnh 42 hiện tại thì cổ phiếu này đến thì hiện tại cũng chưa vượt qua được vùng giá này. Do đó thì nếu chờ mua mới thì chắc chúng ta sẽ quan sát thêm ở cái vùng 42 này thôi, và chúng ta chờ một cái phiên nó vượt hẳn lên trên 42 này để chúng ta có thể mở cái vị thế mua mới cho cái cổ phiếu này. Trường hợp của SGP thì nó tích cực đấy, tại vì so với nhóm ngành chung của nó thì nó đã chủ động nó vượt qua đỉnh. Như của Zamedep hay HAH thì nó chưa vượt, nhưng mà SGP thì nó rất chủ động và nó đã vượt qua đỉnh. Cá nhân nhân Du nhìn thì phiên ngày hôm qua là phiên vượt đỉnh rồi. Tại vì thực ra các cái râu tóc cao nhất, các cái vùng giá cao nhất của nó thời gian vừa qua nó chỉ quanh vùng 42-42.2. Hôm qua là phiên nó vượt, mặc dù nó không quá dứt khoát, là vượt nó hơi nhẹ nhàng chút nhưng mà vẫn chấp nhận được. Hôm nay cũng là một phiên điều chỉnh khối lượng thấp, thì một hai phiên tới nó cứ quanh vùng 41-42 thì mọi người hoàn toàn có thể mua được. Thực ra thường nó vượt nó bay cao hơn kháng cự một chút thì nó đẹp hơn, ví dụ nó lên tầm 43-44 nó đóng ở đấy và nó sau nó điều chỉnh chỉ về 42-43 mua thì nó hay hơn. Nhưng như này cũng chấp nhận được. Và cái khối lượng vào trong những phiên ở đây rất là tốt,
Nhưng nếu chúng ta hình dung là những người mà chúng ta mua ở trong phiên 1,3 triệu này về hôm vùng 47 đến 37 đến 40 này, thì đến phiên T3 ngày hôm nay là vùng người ta có lãi cả, lãi đâu đó khoảng hơn 10%, và cái lượng chốt thì cũng đâu đó chỉ chiếm khoảng 4%, nó tức là người đa số người ta giữ lại. Người thấy là 1 triệu, gần 1,4 triệu mua, nhưng mà về hôm nay chỉ bán có trên 600.000 thôi, đúng không ạ? Người ta có lãi, người ta không thèm bán ấy, thì chứng tỏ cái niềm tin người ta đi lên còn rất là cao, còn không phải là cái diễn biến mà kéo cái đỉnh úp sọt. Thì cá nhân Dung nghĩ cổ phiếu này hoàn toàn có thể mua thêm được, nếu mà trong trong 1-2 ngày tới nó vẫn quanh vùng 642 thì nhắm mắt mà mua thôi. Và mình chỉ cần đặt cái ngưỡng cắt lỗ đơn giản là ví dụ như mua 42 thì nó vỡ 40 thôi, tức là nó vừa vừa thoái lui ngược lại cái vùng nó đã vượt, mà thứ hai nó vỡ, nó đạt cái mức cắt lỗ đâu đó trên 5%, là chỉ cần nó vỡ dưới 40 chấp nhận cắt lỗ, vì nó lại chui lại sideways hoặc nó thoái trào. Còn nó cứ trên 40 là không cắt và cứ giữ đến khi nào lại nó chạy tiếp. Thế là nó đã vượt đỉnh như này mà nó đi test 2 phiên nó thành công, nó sẽ chạy rất là nhanh, thì lúc đấy chúng ta không phải bán đỉnh nữa, và khi nào nó đạt mức trailing stop của người đặt ra được một chút lời thôi. Và giúp cho nghĩ trường hợp này tham gia được, nhưng mà người lưu ý là thanh khoản nó thấp đấy, tham gia cái tỷ trọng nó vừa phải thôi, ra được nhiều và nó ở sàn upcom ấy, thì biên độ nó tương đối lớn, thì người phải theo dõi nó chặt và đặt cái ngưỡng cắt lỗ là nó đóng phiên với 40 mười cắt lỗ, nếu mua vùng quanh 42. Vâng ạ, cảm ơn anh Du ạ. Ở đây thì có anh chị khách hàng có hỏi về chiều bán của cổ phiếu Hòa Phát và chiều nắm giữ dài hạn của cổ phiếu Nam Kim, thì anh Du có thể chia sẻ một chút về hai cái cổ phiếu này không ạ? Thực ra cái quan điểm của Du lúc này, nếu mà nhìn thì mình sẽ thấy Nam Kim thì đáng bán hơn Hòa Phát. Nam Kim thì cái trạng thái trong 1 tuần qua nó nhìn nó hơi ghê răng hơn, các cái phiên giảm rất là quyết liệt, và những cái phiên mà tăng thì khối lượng rất là thấp. Thường diễn biến này với những người có kinh nghiệm mà trading thì nó sẽ liên tưởng đến một vùng phân phối, tức là những phiên mà bán quyết liệt và hôm sau kéo ngược lại để hồi phục, xong lại hôm sau nữa lại bán ấy. Thì người ta muốn bán một số lượng lớn, người ta sẽ làm cái quá trình này nó càng kéo dài càng tốt, thì sẽ bán được cổ phiếu. Đến khi quá trình bán phân phối nó kết thúc thì cổ phiếu nó phải có một cái phiên nó vỡ cái vùng tích lũy này, thì nó sẽ confirm là cổ phiếu này đã bị phân phối xong, chứ không phải là tích lũy để đi lên nữa. Ví dụ như nó vỡ lại cái vùng 51 ấy, thì cái dung nghĩa trường hợp của Nam Kim nó rủi ro hơn, thì người nên ưu tiên bán, vì nó lên rất là dựng. Nếu mà tính như tháng 7 thì nó lên đâu đó khoảng 100%, hơn 100%, thì nên ưu tiên, thì nó đang có cái dấu hiệu nó nghi ngại hơn. Còn nếu mà nó đi ngang mà khối lượng nó thấp thì không đáng ngại đâu, vì nó hoàn toàn có thể tích lũy tăng tiếp. Nhưng mà đi ngang khối lượng cao, mà những phiên bán khối lượng cao rõ rệt như này là tương đối đáng ngờ đấy. Còn trường hợp của Phát thì Hòa Phát thì cái Dung nghĩ là nó mới xứng đáng chung của dài hạn hơn. Nên là một người đang có lẽ đang đặt câu hỏi hơi ngược. Tại vì mình nghĩ là trường hợp Nam Kim thì mới là trường hợp xem xét cái việc chốt lời ngắn hạn hơn. Còn trường hợp Hòa Phát thì có thể, nếu mà giữ chung của dài hạn, cá Dung nghĩ là Hòa Phát vẫn là một trong những cổ phiếu thuộc dạng người blue chip có cái triển vọng tăng trưởng tích cực nhất trong trong năm tới, để nhiều người nắm giữ. Tại vì triển vọng của nó cũng chưa có gì tiêu cực cả. Quý 4 có lẽ kết quả tiếp tục là bất ngờ lớn đối với thị trường nữa, và đang là một trong những cổ phiếu mà có cái lợi thế về cái xác suất trở thành doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất ở trên thị trường. Và khi đấy nó hoàn thành thì rất nhiều cái quỹ tổ chức hay các nhà đầu tư lớn khác, người ta sẽ nhìn Hòa Phát ánh mắt nó còn khác nữa. Bây giờ hiện tại Hòa Phát đã là số số 1 Đông Nam Á rồi, và số không nhớ là số mấy của châu Á đấy, là top của những cái doanh nghiệp sản xuất thép hàng đầu thế giới, top 14 doanh nghiệp. Hòa Phát hình như đứng thứ 15 thì nhớ như thế, mình không nhớ điều gì. Nhưng mà cái name của Hòa Phát bây giờ càng ngày càng lớn, và cái tôi nghĩ là nó sẽ hợp những khoản đầu tư chung của dài hạn hơn. Còn Nam Kim nó nặng tính động cơ của nó lại tăng nóng, và nó có những dấu hiệu đáng ngờ thì mình nên ưu tiên được chốt nó. Còn nếu như thực sự mà chết đinh theo xu hướng ấy, mà kiên nhẫn thì phải đợi nó vỡ hẳn cái vùng 51 nó confirm thì bán cũng được, tức là mình chấp nhận là nó gãy hẳn thì bán để không phải luyến tiếc nữa. Còn nếu như nó còn còn đi ngang thì còn hy vọng tăng giá, còn nếu mà nó vỡ hẳn chỗ 51 thì chấp nhận là bán. Nếu một người nào cũng còn lãi nhiều thì bỏ ra 5-7% để xem cái diễn biến của nó trong vài tuần tới, và khi nào nó confirm cái cuộc chơi kết thúc thì mình thoát chưa muộn, thì lúc đấy mình sẽ không còn cái gì quý luyến nữa. Cảm ơn anh Du đã dành thời gian tham gia chương trình và đồng hành cùng với anh chị nhà đầu tư trong chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn anh chị khách hàng đã dành thời gian để theo dõi chương trình, và chúc anh chị có một cái cuối tuần vui vẻ, và hẹn gặp lại anh chị trong tuần giao dịch sắp tới ạ. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect, và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.